Đây là một cái ví phi tập trung của sàn Huobi.com, hỗ trợ tất cả các coin DeFi chạy trên các network. Và nó cũng giống như cái ví chớt, ví Safepan của sàn Binance.com. Nhưng cái ví này chưa được hỗ trợ tiếng Việt, cho nên cũng sẽ là một trở ngại nếu như quý vị chưa thành thạo tiếng Anh hoặc lần đầu quý vị sử dụng cái ví này. Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với kênh thông tin crypto của KTV. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt và tạo mới cái ví Huobi Wallet trên điện thoại smartphone. Rồi, thì tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để sử dụng toàn bộ cái ví phi tập trung này. Quý vị ai chưa biết cài đặt cái ví Huobi thì quý vị hãy tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi, thì đây là cái ví mà tôi đã đăng nhập rồi này. Quý vị để ý đến cái thanh menu ở phía dưới màn hình. Đó, thì đây là toàn bộ cái menu này. Trước hết quý vị hãy vào cái phần setting ở góc dưới màn hình này. Rồi, quý vị cần quan tâm là cái ô Change Security Password này. Thì ở đây quý vị có thể thay đổi mật khẩu của cái app mà quý vị đã cài trên điện thoại smartphone. Ok chưa? Rồi, quý vị để ý đến phần Enable Talk ID for Login. Quý vị hãy bật nó lên. Cái phần này là quý vị kích hoạt cái chức năng bảo mật bằng vân tay trên cái app của quý vị. Ok chưa? Như ở đây là KTV đã bật rồi. Rồi, cái phần dưới là Enable Talk ID for Payment. Quý vị cũng có thể bật lên. Thì đây là cái chức năng kích hoạt bằng vân tay cho mỗi lần xác thực thanh toán mà quý vị swap trên các sàn phi tập trung, hoặc là quý vị gửi coin từ cái ví này đến một cái địa chỉ khác. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là quý vị vào cái phần wallet này ở phía dưới này. Thì đây là toàn bộ các thông tin màn hình chính của cái ví của quý vị. Quý vị cần để ý đến cái phần bên trên này, nó có biểu tượng chữ H và chữ Heco, là quý vị đang sử dụng cái network Heco của sàn Huobi. Thì quý vị có thể đổi tên hoặc kiểm tra lại cho chính xác này. Quý vị có thể vào cái dấu chấm, ba chấm phía bên trên góc phải màn hình này. Ở cái ô thứ nhất là Change Wallet thì quý vị có thể đặt lại cái tên. Ok chưa? Và cái ô thứ hai, quý vị có thể lấy cái Private Key để lưu trữ lại. Cái ô thứ ba, quý vị có thể xóa cái ví đi. Rồi, quý vị vào cái biểu tượng ví cũng ở phía trên góc phải màn hình này. Thì ở đây có rất nhiều các network mà ví hỗ trợ, như BTC, ERC20, HECO, BSC, XRP. Thì quý vị sử dụng cái ví này thì quý vị nên sử dụng network HECO, bởi vì mỗi một network, mỗi một chain, chain nào họ hỗ trợ ví nào thì nó hỗ trợ rất chi là tốt. Và hiện tại thì cái trên ERC20 này đại diện là ETH, HECO đại diện là HT, và BEP20 BSC
đại diện là BNB thì tất cả các địa chỉ ví đều bắt đầu bằng số 0. Đây cũng là một cái điều khiến cho quý vị rất dễ nhầm. Ok chưa? Và quý vị có những người cũng đã gửi nhầm cái địa chỉ này, thì quý vị cũng có thể lấy private key và quý vị đồng bộ sang cái chain khác, là quý vị có thể thấy được cái coin của quý vị gửi nhầm chain, nó sẽ hiện lên cái chain khác. Ok chưa? Đó, thì ở đây để kiểm tra lại chính xác là quý vị đã sử dụng cái chain Echo chưa. Đây, đó, thì hiện tại đang là cái chain Echo này, quý vị chọn nó sẽ ra cái ví của quý vị này. Rồi bây giờ quý vị back lại này. Về phần gửi thì quý vị chọn vào send và quý vị chọn cái token mà quý vị muốn gửi. Đó. Còn nhận thì quý vị cũng chọn vào Resay để nhận. Thì quý vị có thể quét cái mã QR hoặc là sao chép cái địa chỉ nhận. Và nó đang chạy trên cái network Echo thì quý vị bắt buộc phải có HT để làm phí giao dịch. Và HT thì quý vị có thể mua từ cái sàn huobi.com. Bởi vì cái trên Echo là của sàn Huobi. Ngoài ra sắp tới sẽ có một số sàn họ cũng đã cập nhật cái trên Echo, như là sàn MXC họ cũng đã cập nhật cái trên Echo này, thì quý vị cũng có thể mua HT từ cái sàn MXC gửi về cái ví này qua cái trên Echo. Bây giờ KTV sẽ vào cái sàn Huobi. KTV sẽ đăng nhập và thử chọn vào cái rút tiền. KTV sẽ chọn là HT chẳng hạn. Đó, thì quý vị muốn rút coin từ cái sàn Huobi về, quý vị chọn đúng cái chain Echo này. Ở đây hiện tại cái token HT có 3 chain, ERC20 này, TRC20 và Echo. Đó, quý vị chọn chính xác cái chain Echo này. Thì cái chain Echo này, địa chỉ của nó bắt đầu bằng số 0 và cái chain ERC20 cũng bắt đầu bằng số 0. Đó, nên quý vị rất dễ nhầm lẫn. Quý vị chỉ cần chọn đúng trên Echo và trở lại cái ví. Quý vị cũng chọn vào Resay để lấy cái địa chỉ ví và dán sang cái sàn Huobi. Rồi quý vị gửi bất cứ các token nào nó chạy trên cái network Echo về cái ví Huobi Wallet này. Rồi, để bật tắt các token trên cái danh sách ví này thì quý vị vào cái dấu cộng, biểu tượng dấu cộng này. Thì nó sẽ ra tất cả các danh sách token đang chạy trên cái network Echo. Đó. Ví dụ KTV chỉ cần click vào đây thì cái token HUSD nó sẽ được bật lên ví, hoặc là cái ETH này cũng vậy. Đó. Và cái này nó đang chạy trên network Echo, quý vị để ý này. Rồi, click mũi tên để trở lại này. Đó, thì cái token HUSD và ETH nó sẽ được lên cái ví chính, màn hình chính của cái ví của quý vị. Quý vị có thể click vào cái biểu tượng này để tắt những cái token nó quá ít đi hoặc là không có. Đó, nó sẽ tắt đi. Click lại nó sẽ bật lên. Cái project này là những cái token mà quý vị đang farm hoặc là stake trên các sàn phi tập trung.
Rồi. Ngoài ra, nếu như mà các token nó không có trong cái danh sách mà quý vị muốn bật tắt, thì quý vị có thể vào cái địa chỉ website. Quý vị có thể vào cái earning này để vào một cái trình duyệt trực tiếp trên cái ví này. Rồi quý vị chọn đến cái Heco này. Quý vị chọn vào cái tool này. Đây, quý vị hãy vào cái Heco scan này. Thì đây là một cái website Heco scan. Quý vị có thể truy xuất lịch sử giao dịch, lấy địa chỉ smart contract, kiểm tra tổng nguồn cung của một các token mà nó chạy trên cái network Heco. Có thể trên trình duyệt DApp của cái ví Heco này nó hơi chậm, thì quý vị có thể vào một cái địa chỉ website vào trình duyệt và quý vị hãy đánh là heco.info.com này. Đó, thì ở cái ô tìm kiếm quý vị có thể lấy cái nhập cái mã token. Nhập mã token hoặc là nhập địa chỉ ví để kiểm tra truy xuất lịch sử giao dịch. Đó, ví dụ KTV thử nhập cái mã là HFIN này, đó, để kiểm tra các nguồn cung, số lượng người nắm giữ, số lượng giao dịch, rồi là đấy smart contract. Đó. Ok chưa? Rồi bây giờ trở lại cái ví UOB. Thì cái trình duyệt này nó hơi chậm. KTV sẽ tắt đi này. Bây giờ tiếp theo là cái phần giao dịch mua bán các token DeFi trên các sàn phi tập trung. Thì cũng ở cái phần earning này. Đó. Hiện tại tất cả các token nó chạy trên cái network Heco. Quý vị muốn mua bán thì quý vị hãy vào cái sàn MDEX này. Ok chưa? Thì tất cả các token network Heco nó sẽ được list trên cái sàn MDEX. Và tất nhiên sau này sẽ còn nhiều sàn nữa. Nhưng hiện tại cái sàn MDEX này là cái sàn cập nhật tất cả các token mới. Ok chưa? Quý vị hãy chọn vào cái MDEX. Thì mặc định ở đây, đây là một cái sàn hỗ trợ rất nhiều trên, có cả ERC20, cả BSC. Thì mặc định quý vị đang sử dụng cái ví và cái trên Heco, thì quý vị vào đây, tự động nó sẽ kết nối ví với sàn và cái network là Heco đây. Quý vị muốn swap mua bán thì quý vị hãy vào cái swap ở phía dưới này. Và tất nhiên quý vị phải có HT ở đây để làm phí giao dịch. Ok chưa? Rồi, thì ở đây quý vị có thể chọn cái mã token mà quý vị mua. Ví dụ KTV có USDT ở đây chẳng hạn. Thì KTV sẽ chọn là USDT. Và cái ô select bên dưới, quý vị hãy chọn một cái token mà quý vị muốn mua này. Ví dụ KTV sẽ chọn cái nút đi. Đó. Tức là KTV sẽ lấy USDT để mua cái loot. Ok chưa? Rồi quý vị chỉ cần nhập cái số lượng mà quý vị muốn mua, thì ô bên dưới nó sẽ tự động quy đổi ra cái giá trị của cái đồng loot bên dưới. Rồi quý vị enter, nhấp vào xác nhận. Ok chưa? Và cái mũi tên này quý vị có thể đảo, đảo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đó.
Và quý vị muốn bán cái nút thì quý vị cũng chọn ở trên là nút và bán ra USDT hoặc là HT thì quý vị hãy chọn cái đồng bên dưới, ok chưa? Đó. Rồi quý vị cứ thao tác upload và swap. Rồi. Và KTV xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý vị có thắc mắc gì, quý vị hãy comment ngay dưới video này. Quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn Huobi thì quý vị hãy đăng ký theo đường link và mã số KTV để bên dưới video này để nhận được khuyến mại cũng như là giảm giá phí giao dịch trên sàn huobi.com. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.